viết của bác và anh chị, chúng ta thấy năm mới những bạn trẻ thức ăn vặt ở đường phố nè, những món ăn của thị xã Sông Cầu, viết của bác và anh chị ạ. Đó, những bạn trẻ rất là dễ thương, năm mới tràn đầy sức sống luôn á nha. Nhìn những bạn trẻ này là chúng ta sẽ yêu đời và hòa nhịp với năm mới và sức sống rất là tràn đầy á. Nhảy đi em, nhảy đi, nhảy một điều đi em, nhảy đi, nhảy chào mừng năm mới đi em ơi. À, cảm xúc nha. À, quý cô bác và anh chị, chúng ta xem cái cảm xúc đón mừng năm mới của những bạn trẻ nha, quý cô bác và anh chị. Đó, quá đẹp quá chứ. Đừng có quay nữa.